Xin chào. Chào mừng mọi người đã đến với kênh audio của Annie. Bây giờ sẽ là tập 1 của Tiên Hồng Lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những cập nhật mới nhất trên kênh nhé. Sao băng kỳ dị. Đồng Thắng Đại Lục. Đây là một khối đại lục bao la bát ngát, dọc ngang vạn dặm có thừa, có vô số quốc gia lớn nhỏ. Nơi này danh sàn khắp chốn, động thiên phúc địa nhiều vô số kể. Trong đó tồn tại không ít cấm địa thượng cổ và di cảnh. Trong những năm tháng xa xưa vô tận, lời đồn về thần tiên trường sinh bất lão truyền từ đời này qua đời khác. Nhân loại đối với điều này rất tin tưởng, không chút nghi ngờ. Ngư Dương Quốc, Nam Lĩnh Dương Gia. Trong một tòa biệt viện nằm đơn độc, trong bụi hoa là một mảnh yên tĩnh. Một thiếu niên giống như thường ngày khoanh chân tĩnh tọa, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng bao phủ một tầng ánh trăng nhàn nhạt. Bầu trời đêm trên không, sao trời sáng lạn, khiến cho thế giới của Đông Thắng Đại Lục thêm một phần thần bí. Thật là một buổi tối mỹ lệ. Nhưng hai tròng mắt của thiếu niên vẫn nắm chặt, không nghe được sự vật bên ngoài, một lòng tu luyện. Một tầng ánh sáng xanh mông lung bao phủ bên ngoài thân thể của hắn, làm cho người ta có một loại cảm giác bồng bềnh giống như tiên tử. Thật lâu sau, thiếu niên phun ra một hơi thật dài, một luồng bạch sắc khí liền phun ra, không ngờ rằng còn một thời gian khoảng 10 nhịp thở. Nếu để cho võ giả thế tục nhìn thấy, khẳng định là sẽ khiếp sợ không thôi. Thiếu niên trước mắt không ngờ đã tới cảnh giới tiên thiên của võ giả. Thở ra xong, thiếu niên mở ra đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm, thâm thúy, thần bí. Đã 12 năm rồi. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trên tinh không bất biến, ở trong mắt lộ ra một loại tình cảm đặc biệt. 12 cái xuân hạ thu đông, ta tu luyện bất kể mưa gió mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Thiếu niên là Dương Phàm, năm nay 18 tuổi, là thiên chi kiêu tử ở trong đám trẻ tuổi của gia tộc tu tiên Nam Lĩnh Dương gia. Ở trong Dương gia bảo to lớn như vậy, hắn chính là một thiên tài tu luyện đệ nhất. Tuổi gần 18, Dương Phàm đã thăng đến cảnh giới tu tiên thứ hai, ngưng thần. Tu chân giới ở trên Đông Thắng Đại Lục, cấp bậc tu luyện phân chia làm 9 cảnh giới lớn: luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Với độ tuổi này của hắn, nếu như có thể tu luyện đến ngưng thần, vậy thì được coi giống như tư chất siêu phàm. Mục tiêu cuối cùng của tu tiên đó là bởi vì ngao du thiên địa, trường sinh bất lão. Một khi tiến vào trong ngưng thần kỳ, tuổi thọ của con người có thể tăng đến khoảng 150 năm. Theo tu vi gia tăng, tuổi thọ của con người được tăng đến một khoảng rất lớn, cũng có được các loại thần thông, có thể hô phòng hoán vũ, có thể phiên giang đảo hải, có thể thuấn tức, thiên lý. Thực sự là đáng tiếc, ta tu luyện chăm chỉ như thế này, thậm chí được coi là đệ nhất thiên tài của gia tộc. Nhưng muốn đi tới thiệt tiền đạo vĩnh hằng trường sinh bất tử thì lại vẫn nhỏ bé vô cùng. Lại càng tiếc nuối đó chính là 10 năm đã trôi qua, tung tích của phụ thân vẫn không rõ, một đi không quay trở lại nữa. Ta thì lại chưa có thực lực đi tìm người. Trên mặt của Dương Phàm toát ra vài phần cô đơn. Nào có ai biết, sau lưng của một thiên tài phải trả giá bằng bao nhiêu cố gắng và tâm huyết, còn có phần tịch mịch không muốn cho người ta biết. Hắn chăm chú nhìn bầu trời đêm xinh đẹp, đối với giấc mộng mình theo đuổi sinh ra một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ trường sinh bất tử, thần du thái hư, hóa vũ thành tiên, người tu tiên ngày xưa đến nay theo đuổi chỉ là một giấc mộng căn bản không tồn tại? Đúng lúc này, trên bầu trời đêm của Đông Thắng Đại Lục xuất hiện một vầng sáng rực rỡ. Đây là mưa sao băng. Dương Phạm kinh ngạc không thôi, ở trong lòng cũng có một chút kích động. Trong 18 năm cuộc đời của hắn, còn chưa bao giờ từng gặp mưa sao băng. Phạm ca, hãy mau chóng xem mưa sao băng kìa. Cùng lúc đó, từ bên ngoài xông vào một thiếu niên có khuôn mặt tương tự như Dương Phạm, nhưng lộ ra vẻ mặt non nớt. Bộ dáng của thiếu niên này rất thanh tú, tên là Dương Lỗi, năm nay 16 tuổi, là thân đệ đệ của Dương Phàm. Đại ca, huynh cũng đừng có cả ngày chỉ biết tu luyện. Mưa sao băng, đó chính là trăm năm khó gặp đó. Dương Lỗi oán giận nói. Mưa sao băng, đích xác không thể nào bỏ qua được. Dương Phàm mỉm cười, đứng dậy đi với đệ đệ cùng nhau xem mưa sao băng. Nhưng mưa sao băng kia chỉ duy trì thời gian một chút, một nhịp, hai nhịp rồi liền biến mất. Cứ như vậy kết thúc một cách khó hiểu. Thực sự đáng tiếc. Dương Lỗi vẻ mặt tiếc nuối.
Đệ vẫn là con chưa kịp cầu nguyện nữa. Dương Phạm cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại có một chút cổ quái. Mưa sao băng, tại sao đột nhiên lại biến mất? À, phải rồi đại ca, ngày mai chính là Vấn Thiên Đại Hội, 3 năm một lần của gia tộc. Đây lại chính là một cơ hội khó có được để biểu hiện ở trong con cháu của gia tộc đời thứ 3 chúng ta. Đến lúc đó, mỗi một con cháu gia tộc đời thứ 3 đều sẽ phải kiểm tra qua, đo lường của trưởng bối để khảo hạch tiến độ tu vi trong 3 năm gần đây. Đệ đệ Dương Lỗi đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Không phải chỉ là một lần Vấn Thiên Đại Hội thôi sao? Có cái gì đáng mà chờ mong? Cũng chẳng có gì mà đáng nói. Dương Phạm vẻ mặt lại lười nhác nói, đưa tay vỗ vai của đệ đệ an ủi. Đệ phải tin tưởng chính mình, nhất định có thể làm tốt nhất. Ca ca đương nhiên là không cần để tâm rồi. Huynh mới là tu luyện được 10 năm liền có được tu vi ngưng thần sơ kỳ. Đây chính là lần đầu tiên trong gia tộc 100 năm qua. Thử hỏi xem, năm lĩnh Dương già to như thế này, ai có thể sánh ngang với đại ca được. Đệ đệ Dương Lỗi nói tới đây, mang theo một chút ít tự hào, cũng kèm theo một chút ít ghen tị. Hắn cùng với đại ca Dương Phạm gần như bắt đầu tu tiên cùng 1 năm, nhưng mà chênh lệch giữa hai người lại lớn như vậy. Đại ca Dương Phạm tu luyện đến ngưng thần sơ kỳ, tu vi đuổi thẳng đến trưởng bối gia tộc đời thứ 2, mà hắn là đệ đệ, trong khi thời gian như nhau vẫn ngừng lại ở luyện khí hậu kỳ. Đối với ánh mắt sùng bái của đệ đệ Dương Lỗi, Dương Phạm lại thở dài một hơi. Đôi con người màu đen sâu thẳm chăm chú nhìn lên trên bầu trời đêm của Đông Thắng Đại Lục. Hắn khẽ thở dài. Từ xưa tới nay, hàng tỷ tu sĩ trên Đông Thắng Đại Lục này không thiếu kinh tài tuyệt diễm. Các thế hệ kỳ tài có 102. Trong những người đại thần thông bọn họ, tư chất đại bộ phận đều là hơn ta. Nhưng ngược dòng lịch sử đại lục cổ năm xưa gần 10 vạn năm cũng là không có từng gặp được một vị đại năng độ kiếp phi thăng. Vào thời điểm thơ ấu, hắn rất hâm mộ tiên nhân phi hành lên trên bầu trời, hy vọng một ngày nào đó có thể giống như bọn họ, bay lượn trên trời cao không bị kìm chế. Nhưng sau khi hắn dùng thiên phú nổi trội xuất sắc, được trưởng lão gia tộc thu làm đệ tử và trọng điểm bồi dưỡng, hắn mới phát hiện ra thiên địa này to lớn như vậy, còn mình thì lại quá nhỏ bé. Mặc dù thiên phú của hắn ở trong Nam Lĩnh Dương gia vẫn coi như là không tồi, nhưng đưa mắt nhìn ra khắp Đồng Thắng Đại Lục này vô biên rộng lớn, gần như lại không tính là gì. Dừng lỗi nào nào, cảm nhận được biến hóa tình cảm của đại ca. Hắn là cũng nhìn bầu trời Đông Thắng Đại Lục, đối với giấc mộng theo đuổi của mình cũng sinh ra nghi ngờ. Vậy chẳng lẽ con đường tu tiên chính là một ảo tưởng không hề tồn tại? Mà nếu như quả thực như vậy, vậy tại sao hàng tỷ tu sĩ Đông Thắng Đại Lục đều phải theo đuổi giấc mộng giống như hư vô và mờ mịt đó? Đúng lúc này, trên bầu trời của Đông Thắng Đại Lục đột nhiên lại xuất hiện một ngôi sao băng. Thoáng chốc, bầu trời đêm xẹt qua giống như là một vệt sáng rực rỡ chói mắt, khiến cho vô số người chú ý. Quả nhiên là một ngôi sao băng mỹ lệ. Dương Phạm nao nao, vừa rồi mưa sao băng đã biến mất một cách khó hiểu, hiện tại như thế nào lại đột nhiên bay tới một viên nữa? Đại ca, mau nhìn kìa, lại có một ngôi sao băng nữa lao tới. Mau lên, cầu nguyện đi. Dương Lỗi hòa chân múa tay vui sướng, hưng phấn không thôi. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, hai tay chắp lại bắt đầu cầu nguyện. Dương Phạm nhìn ngôi sao băng, ở trên mặt mang thêm vài tia vui mừng. Xem hướng rơi, ngôi sao băng này rất có khả năng sẽ rơi xuống gần Nam Lĩnh. Theo sách cổ ghi lại, chỉ cần sao băng rơi xuống mặt đất sẽ sinh ra thiên ngoại vẫn thạch, cực kỳ hiếm thấy. Có thể dùng để chế tạo ra linh bảo trong truyền thuyết. Ở trong tầm nhìn của hắn, ngôi sao băng kia ở trong mắt của hắn rõ lên dần dần từng chút một. Kỳ quái đó chính là, trong quá trình ngôi sao băng này rơi xuống, bao phủ trong vòng một vầng hào quang 7 màu, lớn nhỏ thủy chung không thay đổi. Đột nhiên, Dương Phạm phát hiện phương hướng ngôi sao băng này rơi xuống dĩ nhiên là Nam Lĩnh Dương gia. Không, mục tiêu của nó không ngờ lại là ngôi biệt viện này của ta. Vẻ mặt của Dương Phạm hoảng sợ, khuôn mặt không khỏi co giật, muốn trốn tránh cùng với nhắc nhở đệ đệ. Đáng tiếc rằng đã không còn kịp nữa. Ngôi sao băng kia cấp tốc rơi xuống, chỉ lớn bằng đầu ngón tay cái, vừa lúc đánh trúng trán của Dương Phạm. Theo sau đó là một vật nhỏ rơi xuống, lọt vào trong tay của Dương Phạm. Đây là... Vẻ mặt của Dương Phạm rất kinh ngạc, phát hiện ra ở trong lòng bàn tay của mình có thêm một cái nhẫn màu bạc cực kỳ cổ quái. Từ mặt ngoài mà xem, chiếc nhẫn này không có bất cứ một điểm đặc thù gì, dường như chỉ là một cái nhẫn bình thường ở thế giới tục. Nhưng Dương Phạm lại không cho rằng đó là một cái nhẫn bình thường, nó sẽ rơi từ trên trời xuống được hay không? Phải biết rằng, người tu chân tuy rằng sau khi đến ngưng thần kỳ là sẽ có được năng lực phi hành, nhưng muốn bay ra khỏi bầu khí quyển này thì không phải là đại năng không làm được.
Nghe nói ở bên ngoài 9 tầng trời này có thiên lôi và cương phong cường đại. Đừng nói là một cái nhẫn bình thường, cho dù là đại thần thông cực kỳ mạnh mẽ cũng sẽ không bay lên được, hơn phần nửa sẽ bị xé thành bụi phấn. Vậy trong chiếc nhẫn này rốt cuộc là ẩn chứa bí mật gì? Trong lòng của Dương Phạm vô cùng tò mò, hắn mơ hồ cảm thấy được vật này không hề tầm thường, thậm chí có thể thay đổi được vận mệnh của cuộc đời. Chính vào lúc này, đệ đệ Dương Lỗi đã cầu nguyện xong, hắn mở to mắt vẻ mặt tò mò. Đại ca, vậy có thiên ngoại vẫn thạch rớt xuống hay không? Hình như không có. Dương Phạm không một chút thay đổi, nắm chặt cái nhẫn màu bạc trong lòng bàn tay. Cho dù là thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, cũng không có tứ lượt nam lĩnh Dương gia chúng ta có được. Dương Lỗi cười lạnh nói. Tuy rằng hắn vẫn còn nhỏ tuổi, có một chút non nớt, nhưng mà quy tắc cơ bản của tu chân giới cũng biết ít nhiều. Dương Phạm gật đầu đồng ý. Không có thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, đối với nam lĩnh Dương gia có lẽ còn là một chuyện tốt. Ở Ngư Dương Quốc, nam lĩnh Dương gia chỉ là một thế lực nho nhỏ không đâu vào đâu. Nếu có thiên ngoại vẫn thành rơi xuống, hơn phần nửa sẽ bị các thế lực lớn khắp nơi dòm ngó. Từ đó, mang đến cho tai ương ngập đầu cho nam lĩnh Dương gia. Đệ đệ, đệ hãy mau trở về đi. Ngày mai chính là vấn thiên đại hội rồi. 3 năm một lần của gia tộc mới có. Đệ cần phải chuẩn bị tốt cho một chút. Dương Phạm lại cười cười. Được rồi, đệ bây giờ sẽ trở về điều chỉnh trạng thái. Ngày mai lại phải phát huy cho tốt, chiếm được trưởng bối ưu ái mới được. Đến lúc đó, nói không chừng có thể giống như đại ca, được gia tộc coi thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Dương Lỗi nói một cách chắc chắn. Nói xong, Dương Lỗi vội vàng rời đi. Hắn cũng có một biệt viện ở gần chỗ của ca ca. Chiếc nhẫn này là từ trên trời rơi xuống. Hơn phần nửa là đại thần thông chiến đấu mà rơi xuống. Thậm chí, vật này là còn có khả năng là tiên nhân trong truyền thuyết đánh rơi. Mặc kệ là loại khả năng nào, nó đều là có khả năng mang đến cho ta một kỳ ngộ rất lớn. Dương Phạm kích động chưa từng có, toàn thân còn khẽ run rẩy. Các người đều lùi xuống cả đi, ta muốn tĩnh tu một đêm để chuẩn bị cho vấn thiên đại hội ngày mai. Dương Phạm bộ mặt lãnh đạm đuổi những người hầu và nha hoàn trong viện, sau đó tiến vào trong phòng, khoanh chân ngồi xuống. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến cái gì, liền vội vàng bố trí mấy tầng cấm chế bốn phía căn phòng, phòng ngừa những người khác rình mò. Sau khi làm xong mọi chuyện, hắn lại khẽ thở phào một hơi, lấy cái nhẫn màu bạc trong tay, ở trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Thì Thảo nói, chỉ mong người đừng làm cho ta thất vọng. Hết chương. Chiếc nhẫn quỷ dị. Đây là một cái nhẫn nhìn qua rất bình thường, mặt ngoài màu xám bạc, có khắc một ít hoa văn, độ lớn và chất lượng cũng không khác gì khi những chiếc nhẫn bình thường. Bất kể là từ phương diện gì, Dương Phạm đều không nhận ra được một chút phi phạm nào của nó. Nếu là thời điểm bình thường chiếm được cái nhẫn này vậy thì cũng thôi, Dương Phạm đại khái cũng không chú ý tới nhiều tới nó, cho dù là cầm trong tay cũng sẽ tùy ý mà ném đi. Nhưng chính là một cái nhẫn bình thường như vậy, nó lại rơi xuống từ bên ngoài 9 tầng trời. Chiếc nhẫn này ẩn giấu mờ mịt như vậy, nhất định là có bí mật kinh thiên gì đó ở bên trong. Dương Phạm có kiềm chế hưng phấn ở trong lòng, bắt đầu từ những phương diện thăm dò bí mật của chiếc nhẫn bạc. Nhưng mà trải qua nửa ngày nghiên cứu và tìm tòi, Dương Phạm vẫn không tìm được nửa điểm manh mối. Kỳ quái, cái nhẫn này không có một chút nào dị thường. Dương Phạm biết rõ là chiếc nhẫn bạc này có điểm bất phàm, nhưng mà lại chẳng tìm được manh mối. Cổ quái, thực sự rất cổ quái. Dương Phạm cố gắng làm cho mình trấn tĩnh, lại chăm chú nhìn chiếc nhẫn, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Theo sách cổ ghi lại, mỗi một thánh bảo thông linh ở trong truyền thuyết có thể thông qua khế ước máu nhận chủ. Nếu như là cấp bậc của chiếc nhẫn này rất cao, hẳn là có thể thông qua được phương thức này để nhận chủ, từ đó vạch trần bí mật của nó. Dương Phạm nghĩ tới đó, lại cắn ngón trỏ, ở trong không khí vẽ lên trên thành từng đường cong màu đỏ, rất nhanh hợp thành một đồ án màu máu quỷ dị. Đây là trận pháp khế ước máu, tu sĩ luyện khí kỳ trở đi đều có thể sử dụng được. Tiếp theo, miệng của hắn niệm chú ngữ liên tục, hai tay hóa thành bóng mờ nối tiếp, tia sáng lóe lên khiến cho khế ước máu đột nhiên tỏa hào quang mãnh liệt. Một khoảnh khắc nào đó, kết. Hai tròng mắt của Dương Phạm nở rộ ra tinh quang, khẽ quát lên một tiếng, sau đó vươn ngón trỏ điểm một cái lên chiếc nhẫn màu bạc. Đi. Thoáng chốc, trận pháp màu máu kết thành một ấn ký màu máu lớn bằng ngón tay cái. Dưới sự điều khiển của ngón trỏ, Dương Phạm chuẩn xác đánh lên trên chiếc nhẫn màu bạc. Trong hư không truyền đến một luồng dao động kỳ dị.
nhưng khi ấn ký màu máu của hắn đánh lên trên chiếc nhẫn bạc, lập tức liền biến mất. Bỗng dừng lại biến mất, không hề để lại một chút dấu hiệu. Lại biến mất một cách quỷ dị như thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Dương Phạm kinh ngạc vô cùng, tình cảnh như vậy hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Từ dấu hiệu mà đoán thì khế ước máu đã thất bại. Nếu như là thành công hoặc là có một chút hiệu quả, vậy thì Dương Phạm tối thiểu là cũng có thể dùng chiếc nhẫn này sinh ra cảm ứng nào đó. Nhưng hắn thất bại. Dương Phạm lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng cũng không từ bỏ, ngược lại lại càng cảm thấy cái nhẫn này quỷ dị hơn. Vậy không bằng ta thử xem chất liệu của cái nhẫn. Dương Phạm trầm ngâm suy nghĩ, dùng một chút lực lượng lên cái nhẫn. Nhẫn gãy rơi xuống đất, tan thành những mảnh nhỏ. Cái gì vậy? Nửa trái tim của Dương Phạm đều lạnh tanh. Cái nhẫn này không ngờ lại bị vỡ ra. Thử hỏi một kiện pháp bảo cao cấp, làm sao dễ dàng lại bị hủy đi như vậy? Cho dù là thanh khí, linh khí hạ phẩm, thành phong kiếm của Dương Phạm, ít nhất là cũng có thể chịu đựng được một đòn khoảng hơn ngàn cân, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị hủy đi như thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, mắt của Dương Phạm sáng rực. Cái nhẫn đã bị vỡ, nhưng mà ở trong những mảnh vỡ này lại lộ ra một cuộn giấy cực kỳ nhỏ bé. Đây là thứ gì? Dương Phạm rất cẩn thận cầm lấy cuộn giấy nhìn không bắt mắt này, rồi lại mở nó ra. Cuộn giấy này mặc dù mở ra cũng chỉ là lớn hơn khoảng ngón tay út một chút, nhưng mà vừa mở hết lại đột nhiên biến thành một bức tranh cuốn khoảng 3 thước, tựa như là ma thuật. Chất liệu của cuộn giấy này nhìn qua cũng là rất bình thường. Mặt trên còn viết chữ. Dương Phạm lộ ra vẻ mặt vui mừng, không khỏi tập trung nhìn vào. Trong bức tranh cuốn nhìn lại cực kỳ bình thường đó, lại có vài chữ cầu thả. Phá, rồi sau đó lập. Phá, rồi sau đó lập. Dương Phạm lại nao nao, ở trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị trêu chọc. Là một người tu tiên, đạo lý phá rồi sau đó lập thì ai mà không biết, ai mà không hiểu. Nếu chữ ở trong tranh kia cứng cáp có lực, ẩn chứa ý nghĩa, đại đạo, vô cùng, vậy thì cũng thôi. Nhưng mà mấu chốt là những chữ bên đó viết vô cùng cầu thả, thậm chí có hơi siêu vẹo. Vậy chẳng lẽ người đại thần thông nào đó là muốn trêu chọc ta? Dương Phạm nghĩ tới đó, ở trong lòng liền sinh ra một ngọn lửa giận không tên. Phá, sau đó lập sao? Nói nhảm chó má gì vậy? Dương Phạm đưa tay, lập tức xé nát cuốn tranh thành những mảnh nhỏ, hắn ném thẳng xuống mặt đất. Sau khi xé nát bức tranh, ở trong lòng của Dương Phạm thoải mái hơn rất nhiều. Bản tính của hắn có một chút ngông cuồng, không tính là người xấu, nhưng mà cũng là rất không xứng đáng là một người tốt. Hận nhất là bị người ta trêu đùa và lừa gạt. Đúng lúc này, đống mảnh giấy vụn trên mặt đất đột nhiên lại tụ lại một chỗ, lại tổ hợp lại thành một bức tranh cuốn. Trong lòng của Dương Phạm lại bốc lửa, nhưng mà lại tập trung nhìn vào, phát hiện ra trên bức tranh lại hiện ra thêm mấy dòng chữ. Phá, rồi sau đó lập, mới có thể thành công. Muốn luyện được công pháp này, trước tiên phải tự cung. Dương Phạm thiếu chút nữa thì hộc máu. Một phía câu trước thì cũng thôi, một câu sau đối với Dương Phạm mà nói quả thực là làm nhục trắng trợn. Ở Đông Thắng Đại Lục, người tu tiên cũng không cần phải dứt tuyệt thất tình lục dục. Bọn họ cũng là không ngăn cản chuyện yêu đương, nhưng bình thường đều là giới hạn bởi vì những người trong đồng đạo. Có thể nói, một bộ phận người tu tiên đều có bạn lữ song tu với mình. Đạo lữ song tu tâm niệm ăn ý, sau đó, sau khi song tu còn có thể xúc tiến tu vi hai bên tăng lên. Vậy cho nên dòng chữ muốn luyện công pháp này trước tiên phải tự cung, đối với người tu tiên trên thế gian này mà nói là một loại làm nhục rất lớn. Nghĩ cũng không nghĩ, Dương Phạm lại đưa tay xé nát bức tranh này lần nữa. Sau khi Dương Phạm xé nát bức tranh cuốn, hắn lại ngừng thần quan sát, phòng ngừa bức tranh này lại tổ hợp lại. Tuy nhiên, bức tranh lần này lại không tổ hợp nữa. Đột nhiên, tất cả những mảnh nhỏ trên mặt đất tụ lại cùng một chỗ, tổ hợp thành cái nhẫn lúc ban đầu Dương Phạm nhìn thấy. Hơn nữa, chiếc nhẫn này đột nhiên lại từ mặt đất bay vụt lên, lơ lửng trước mặt của Dương Phạm, ở trước người của hắn giống như muốn bay đi. Dương Phạm khẽ giật mình, vẻ mặt đề phòng nhìn chiếc nhẫn, lại không kìm được. Người, rốt cuộc là có mục đích gì? Chiếc nhẫn này hóa thành một bóng mờ mờ, lồng vào trong một ngón tay ở trên bàn tay phải của Dương Phạm. Lập tức, chiếc nhẫn lóe lên hào quang bảy màu. Dương Phạm chỉ cảm thấy mình tiến vào trong một không gian thần bí và khó lường. Thân thể của hắn ở một không gian xa lạ, bốn phía là thổ địa màu đen, vô biên vô hạn, tản ra khí tức tĩnh mịch đáng sợ. Chỉ có mảnh đất màu xanh ở dưới chân của hắn là thổ địa bình thường, cỏ dại mọc xanh biếc mơn mởn, tươi tốt, rậm rạp. Đương nhiên, mảnh đất màu xanh này chỉ có khoảng một thước vuông, thực sự giống như là một mảnh vực ruộng tí hon.
Ở bên cạnh đó là còn được dựng lên một căn nhà tranh nhỏ. Đương nhiên, nhà tranh này cũng rất nhỏ, chỉ khoảng 10 thước vuông. Bên cạnh nhà tranh có một con chó nhỏ, một mực kêu gâu gâu. Hoan nghênh tới tiên hồng không gian. Dương Vọng không nghe thấy, không ngờ lại hiểu được giọng nói của con chó. Tiên hồng không gian sao? Đây là nơi nào? Đồng thời Dương Phàm còn có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang ở không gian của Đông Thắng Đại Lục. Vậy chẳng lẽ đây là ý thức không gian trong truyền thuyết? Con chó nhỏ nói, tiên hồng không gian tồn tại niên đại vô cùng xa xưa, chứng kiến đại vũ trụ sinh ra cùng với hủy diệt. Chỉ cần có thể hoàn thành trao đổi đồng giá lần đầu, người liền trở thành một người khai hoang, không phải là dân bản xứ duy nhất. Quan trọng đó là người có thể có được bộ công pháp nghịch thiên thứ nhì của đại thiên vũ trụ. Vậy cái gì là trao đổi đồng giá? Dương Phạm hỏi. Phá rồi sau đó lập mới có thể thành công. Muốn luyện được công pháp này, đầu tiên phải tự cung. Con chó nhỏ lại nói, không được, vậy thì tuyệt đối không được. Dương Phạm không tự chủ được giật mình, nói từ chối luôn miệng. Về phần công pháp nghịch thiên thì cái gì hắn ngay cả nghe cũng là chưa từng. Coi như là con chó nhỏ này tùy tiện lừa dối người. Người chẳng lẽ là không cần nhắc một chút, tiền hầu không gian diệu dụng vô cùng, có thể hoàn thành bất cứ một nguyện vọng nào của người. Chỉ là người không thể nào tưởng tượng được, không có gì mà người không chiếm được. Giọng nói của con chó nhỏ tràn đầy sự hấp dẫn. Không, không được. Dương Phạm lắc đầu liên tục, giống như chống bỏi. Ngay cả hộ vệ của tiểu đệ đệ cũng không có, cho dù là có mỹ nữ tuyệt sắc cũng chẳng có tác dụng gì. Nhìn thế gian nhà tranh này, không, nó là một kho hàng. Tuy rằng trước mắt vẫn còn nhỏ, nhưng mà có thể cho ngài gửi bất cứ một đồ vật nào trong không gian sự thật, mà lại còn tuyệt đối an toàn. Con chó nhỏ lại tiếp tục giới thiệu. Nhưng đây không phải là công năng nhấn không gian trong truyền thuyết. Dương Phạm nào nào, hơi có một chút kinh ngạc. Ở Đông Thắng Đại Lục, nhấn không gian chỉ được ghi lại trong sách cổ. Nghe nói, loại bảo vật này chỉ có người ở tiên giới mới có thể tạo ra. Người tu tiên bình thường, sử dụng đều là túi chữ vật, phân chia ra làm rất nhiều đẳng cấp. Nhấn không gian? Trên mặt của con chó nhỏ lộ ra vẻ khinh miệt. Đạo cụ chữ vật không gian một khi bị phá, vật phẩm bên trong sẽ tiến vào trong một không gian loạn lưu, bị tan hủy về dạng nguyên thủy. Mà kho hàng này là có ta trông coi, tuyệt đối an toàn. Cho dù người có chết đi, vậy thì người khác cũng không thể nào chiếm được. Trên trán của Dương Phạm nổi lên những đường màu đen. Lão tử đã chết rồi thì còn quan tâm chó gì đến những thứ ở trong kho hàng. Tiền hậu không gian có thể làm cho ta trường sinh bất tử hay không? Dương Phạm hít sâu một hơi, đột nhiên lại nói ra một nguyện vọng trong lòng. Trường sinh bất tử? Con chó nhỏ lại lộ ra ánh mắt khinh bỉ, không kiên nhẫn nói. Tiên hồng không gian có thể làm cho ngươi đạt được bất cứ một nguyện vọng nào, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng đừng có lập lại lần thứ hai với ta. Một khi hoàn thành trao đổi đồng giá, ngươi có thể đạt được một bộ pháp quyết có chân chính trường sinh bất tử. Nghe thì quả thật là không tệ. Chỉ là yêu cầu trao đổi đồng giới này có vẻ quá hà khắc. Dương Phạm nói hơi có một chút do dự, vừa nghĩ đến dòng chữ, muốn luyện công pháp này, đầu tiên phải tự cung, là hắn lên thấy lạnh người. Kỳ thực, vẫn còn có một phương pháp để thỏa hiệp, người có thể không phải làm thái giám. Con chó kia lại chậm chậm nói. Vậy là phương pháp gì? Trong lòng của Dương Phạm khẽ động. Trường sinh bất tử, đó chính là giấc mộng mà hàng tỷ tu sĩ trên Đông Thắng Đại Lục này đều truy tìm. Đúng lúc này, tại không gian hiện thực, Dương Phạm ở Nam Lĩnh Dương gia đột nhiên lại xuất hiện tình huống. Không gian quỷ dị trước mắt biến mất. Dương Phạm mặt mày đầy vẻ sợ hãi nhìn căn phòng quen thuộc trước mặt, giường, bồ đoàn, bàn ghế. Tình cảnh vừa rồi xảy ra tựa giống như là một giấc mộng hư vô. Chiếc nhẫn kia vẫn còn đeo trên ngón tay của hắn như trước. Chỉ là ở lòng bàn tay của Dương Phạm có thêm một con hạc giấy nhỏ do lá bùa gấp thành. Con hạc giấy lóe ra, hào quang màu xanh, vỗ cánh lắc lư trước mặt của Dương Phàm, rất sống động và đáng yêu. Hết chương. Tung tích phụ thân. Nhìn hạc giấy vỗ cánh trước mắt, Dương Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong tay của hắn bắn ra một tia sáng đánh lên trên thân thể hạc giấy. Toàn thân hạc giấy ánh sáng xanh tỏa sáng. Ở trong từng tầng ánh sáng đó truyền ra một giọng nói có vẻ già nua. Phàm Nhi, qua đây gặp vi sư. Giọng nói này chỉ vọng lại hai lần trong phòng, ánh xanh ở trên hạc giấy kia nhanh chóng mờ dần. Vâng, sư tôn.
Đồ nhi lập tức tới ngay. Dương Phàm đối diện với con hạc giấy, vẻ mặt kinh sợ nói. Ngay giây tiếp theo, ánh sáng xanh trên thân của hạc giấy hoàn toàn đã biến mất, rồi đột nhiên bùng cháy trong phút chốc hóa thành tro tàn. Đối với điều đó, Dương Phàm lại thấy nhiều là cũng không kỳ quái. Hạc giấy là một loại công cụ đưa tin cấp thấp ở trong tu tiên giới, mà là còn lại là duy nhất. Chỉ cần truyền xong thông tin, vậy thì lập tức sẽ cháy thành tro. Sư tôn tìm ta vào thời điểm quan trọng như vậy, khẳng định là vì vấn thiên đại hội ngày mai. Dương Phạm khẽ thở dài một hơi, đưa mắt liếc chiếc nhẫn thần bí trong tay một cái, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Chân đạp linh khí hạ phẩm thanh phong kiếm, Dương Phạm không nhanh không chậm bay ở trên bầu trời Dương Gia Bảo, bay về phía phủ của sư tôn. Sư tôn của Dương Phạm, họ Liễu, là chủ tịch trưởng lão của Nam Lĩnh Dương Gia, có được tu vi ngưng thần hậu kỳ. Tuy rằng Liễu trưởng lão là trưởng lão khác họ, nhưng mà thực lực của lão cam tâm khó lường. Quan hệ với gia chủ là không giống với bình thường, vậy cho nên có thể trở thành chủ tịch trưởng lão của Dương gia. Trong quá trình phi hành, Dương Phàm lặng lặng nhìn xuống Dương Gia Bảo, lấp lóe ra ánh đèn trong màn đêm bao phủ. Giờ phút này, toàn bộ Dương Gia Bảo có thể có ngự kiếm phi hành chỉ có một mình Dương Phàm. Ở trong này, có rất nhiều người thường ở lại, cũng là có một số ít người tu tiên. Dương gia là thế lực thống trị nơi này, lịch sử gia tộc chừng 400-500 năm. Khi Dương Phạm bay đến một nơi nào đó, phía dưới đột nhiên truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Dương Phạm đại ca, hãy chờ một chút. Dương Phạm theo bản năng dừng lại, lập tức đoán ra chủ nhân của giọng nói. Dương Mạn sư muội, là muội sao? À, Dương Quang sư huynh nữa. Dương Phạm từ trên trời hạ xuống, lại cười ha hả nhìn một nam một nữ trước mặt. Người thanh niên kia khoảng chừng 27-28 tuổi, mặc cẩm bào màu tím, mày thô mặt vuông chữ điền, nhìn qua tương đối chững chạc. Người này là đệ tử thân truyền của gia chủ Dương gia, tên là Dương Quang. Từ 2 năm trước, hắn đã tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Dương Quang là thiên tài tài tu luyện chỉ sau Dương Phàm trong gia tộc, cũng là tử đệ. Ở trong gia tộc đời thứ 3, có hy vọng tiến vào trong ngưng thần kỳ, nhất chỉ sau mỗi Dương Phàm. Nữ tử kia tuổi chừng 20, mặc một bộ váy áo màu xanh xám, mặt giống như hoa như nguyệt, mắt sáng như nước, da thịt trắng bóc nhẵn nhụi. Khi nàng nhìn đến Dương Phàm thì khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt liên tục lóe ra tia sáng kỳ dị, không kìm nổi gọi Dương Phàm. Nàng ta chính là Dương Mạn, con gái của gia chủ. Nàng ta sinh ra đã rất xinh đẹp, thiên phú không tồi, được rất đông tử đệ ở trong gia tộc theo đuổi và tôn sùng. Thử nghĩ mà xem, con gái của gia chủ xinh đẹp giống như hoa, lại có tư chất không tồi. Nếu như ai có thể cùng với nàng kết thành đạo lữ song tu, vậy thì chắc hẳn là phải sắc tài kiêm tu, vừa được gia nhân lại vừa được gia nghiệp Dương gia lớn như vậy. Nhưng ánh mắt của Dương Mạn rất cao, hạng tầm thường căn bản không lọt vào mắt xanh của nàng. Dương Phạm đại ca, huynh định đi đâu thế? Bình thường rất là ít khi nhìn thấy huynh ngự kiếm phi hành ở trong Dương gia bảo. Dương Mạn hân hoan rạo rực đi tới bên cạnh Dương Phạm, giọng nói ôn nhu. Nhiều ngày không gặp, sư muội vẫn khỏe chứ? Dương Phạm thản nhiên không vội trả lời. Đối với sư muội thiên chi kiều nữ như vậy, hắn mặc dù là không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng mà ấn tượng cũng không tính là xấu. Thấy Dương Mạn cùng với Dương Phạm nói chuyện với nhau rất thân thiết, lại bỏ qua quên mình mất một bên. Ở trong mắt của Dương Quang hiện lên một tia lo lắng khó có thể phát hiện. Đại đa số tử đệ ở trong gia tộc đều biết Dương Quang hắn đang theo đuổi Dương Mạn, con gái của gia chủ. Những người có tâm tư đều nhìn ra Dương Mạn dường như là có một chút ái mộ đối với Dương Phạm. Xin nói rõ thêm một điểm, ở Nam Lĩnh Dương gia này, phần đông đệ tử tuy là họ Dương nhưng phần lớn cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì. Có một số bộ phận đệ tử vốn là không phải họ Dương, bọn họ sau khi vào gia tộc này mới đổi họ đổi tên. Tỷ giống như là Dương Quang, từ nhỏ là một cô nhi, căn cốt rất tốt, liền được gia chủ thu làm đệ tử chân truyền, đổi thành họ Dương. Lại tỷ như Dương Phàm, hắn theo họ của phụ thân, nhưng mà tổ tiên của hắn cũng không phải là họ Dương. Dương Phàm sư đệ, toàn bộ người Nam Lĩnh Dương gia này đều biết thiên tài nhà ngươi. Trời đêm Dương gia bảo yên lặng và tĩnh mịch, ngươi lại ngự kiếm phi hành ở trên bầu trời, quả nhiên là rất thu hút ánh mắt. Trong lời nói của Dương Quang ẩn chứa vài tia châm chọc, nhưng mà cũng không che giấu được sự ghen tuông ở trong lòng. Nên biết người tu tiên cần đạt tới ngừng thần kỳ rồi mới có được năng lực ngự kiếm phi hành. Toàn bộ Dương gia bảo trừ Dương Phàm thì ở trong đám tử đệ đời thứ 3 không ai có thể phi hành. Dương Quang lại châm chọc Dương Phàm ở trên bầu trời khoe khoang, đồng thời cũng lộ ra vẻ ghen tị trong lòng. Phải rồi, thiếu chút nữa thì ta đã quên mất. Sư tôn tìm ta có việc,
không thể nào nói nhiều với các ngươi được. Sư muội, ta đi trước. Dương Phàm nói một tiếng với Dương Mạn, Dương ngự kiếm mà đi, căn bản không để ý liếc mắt nhìn Dương Quang một cái. Tạm biệt Dương ca ca. Dương Mạn lại cười hi hi nói, hình dạng người Dương Phàm tiêu sái ngự kiếm phi hành mà ở trong mắt lộ ra vài tia sùng bái cùng hướng tới, trong lòng hâm mộ không thôi, lại thì thào lẩm bẩm. Tới khi nào ta có thể tiến đến ngưng thần kỳ vậy thì hay quá. Ngự kiếm phi hành, ngao du chân trời, đây là loại sảng khoái cỡ nào? Không phải là chỉ là ngự kiếm phi hành thôi sao? Sư muội, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, không quá 10 năm, muội khẳng định là có thể tiến vào trong ngưng thần kỳ. Dương Quang nói như đinh đóng cột, ánh mắt như rắn độc nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Dương Phàm rời đi, hiện lên một tia âm độc, ngầm chứa đầy sự ghen ghét. 10 năm. Dương Mạn lại nhẹ nhàng vén lọn tóc ở dưới trán, ở trong bóng đêm hiện rõ ra vẻ rung động lòng người, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu, lãnh đạm nói. Vậy ta đây chẳng phải là ngồi chờ 10 năm sao? Phi thiền độn kia là giấc mộng từ nhỏ đã có. Hiện tại xem ra, ở trong gia tộc chỉ có Dương đại ca mới có thể giúp ta đạt thành nguyện vọng thôi. Dương Mạn lại thở dài sâu kín, ở trong đầu lại hiện ra bóng lưng của sư huynh Dương Phàm, tiêu sái vô ngần, lại cũng đủ kiêu ngạo. Ngưng thần kỳ, ta nhất định là phải đạt tới. Dương Quang siết chặt nắm tay, trên mặt lộ ra một ánh mắt kiên định nói. Sư muội yên tâm, ta cũng có thể giúp muội đạt thành nguyện vọng đó. Chỉ bằng ngươi? Dương Mạn lại nở nụ cười. Ngay cả 10, ngươi là cũng không theo kịp bóng lưng của Dương Phàm đại ca đâu. Vậy được, chúng ta sẽ cược một lần. Muội cho ta thời gian 1 năm, chỉ cần 1 năm, ta nhất định là có thể tu luyện đến ngưng thần kỳ. Đến lúc đó, sư muội nhất định là phải gả cho ta. Dương Quang vẻ mặt tự tin nói. 1 năm, không có khả năng. Nếu như thực sự có thể thành công, ta có lẽ sẽ suy nghĩ lại một chút. Dương Mạn lại cười tươi như hoa. Một đường vô sự, Dương Phàm đi vào trong viện của sư tôn Liễu trưởng lão. Mau vào trong. Dương Phàm còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cửa phòng liền tự động mở ra, truyền tới một giọng nói già nua đầy vẻ ôn hòa. Bởi vậy có thể thấy được tu vi của lão già trong phòng lại hơn xa Dương Phàm. Đồ nhi, bái kiến sư tôn. Dương Phàm đi vào trong phòng thì lễ với lão già rồi khoanh chân, vẻ mặt tôn kính. Lão già kia mặc áo vải, tóc bạc, mặc áo hồng hào, mặc dù là tuổi đã rất thất tuần nhưng mà tinh khí là vẫn tràn đầy vô cùng, so với thanh niên trái trắng bình thường là tốt hơn rất nhiều. Hãy ngồi xuống trước đã. Sắc mặt của Liễu trưởng lão ngưng trọng, hắn khẽ vùng tay, cửa phòng tự động đóng lại. Xung quanh căn phòng này mơ hồ hiện lên cấm chế cường đại. Sư tôn, ngài đây là... Dương Phàm nhận thấy được bầu không khí có vẻ không bình thường. Xem ra sư tôn tìm mình đến tuyệt đối không đơn giản là bởi vì vấn thiên đại hội ngày mai. Vì sư lần này tìm người tới là có một chuyện trọng yếu muốn bàn. Trên mặt của Liễu trưởng lão lộ ra vẻ một chút mệt mỏi. Trước nói cho người một tin. Vấn thiên đại hội ngày mai, kinh đô Dương gia sẽ phái người đến chi nhánh Nam Lĩnh chúng ta để tuyển chọn tử đệ thiên phú xuất sắc nhất và nổi trội nhất. Kinh đô Dương gia. Dương Phàm chấn động. Nên biết rằng trong phạm vi Ngư Dương quốc mấy vạn dặm này, kinh đô Dương gia chính là một trong 4 đại gia tộc tu tiên tiếng tăm lừng lẫy, lịch sử sâu xa có thể ngược dòng thời gian hơn ngàn năm. Nghe nói Nam Lĩnh Dương gia chẳng qua chỉ là một chi nhánh của kinh đô Dương gia. Đối với tin tức quái vật lớn kinh đô Dương gia muốn tới Dương gia bảo để tuyển chọn đệ tử, Dương Phàm cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Đây dường như là một tin tức tốt. Dương Phàm thầm nghĩ, với thiên phú của hắn, nếu như biểu hiện xuất chúng trong vấn thiên đại hội, thì rất có khả năng sẽ có cơ hội được kinh đô Dương gia lựa chọn. Liễu trưởng lão nhìn vẻ mặt của Dương Phàm trong mắt, lại thở dài. Chuyện này đối với người mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Tại sao lại như vậy? Dương Phàm hết sức khó hiểu. Nếu có thể tiến vào trong đại gia tộc tu tiên giống như kinh đô Dương gia, hắn có thể tiếp tục với càng nhiều cao nhân, đồng thời cũng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên. Đêm nay, vi sư sẽ rời khỏi Dương gia bảo. Trên mặt của Liễu trưởng lão lộ ra vẻ phức tạp, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Phàm mà là nói ra một quyết định khác của mình. Sư tôn, ngài là muốn rời đi? Dương Phàm giật mình, theo sau một tiếng quỳ trên mặt đất, mắt lại hơi đỏ, vẻ mặt chân thành nói. Sư tôn, ngài thường đối với đệ tử ân trọng như núi, tại sao đột nhiên lại muốn rời ra khỏi Dương gia bảo? Liễu trưởng lão vùng tay, một luồng lực vô hình nâng Dương Phàm lên. Lão chăm chú nhìn đệ tử của mình,
hít sâu một hơi tận lực áp chế thương cảm ở trong lòng, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Vì sự muốn rời khỏi Dương Gia Bảo là có liên quan tới kinh đô Dương Gia ngày mai tới. Ngươi có biết, 20 năm trước, ta cùng với phụ thân của ngươi Dương Thiên có quan hệ bằng hữu thân thiết. 10 năm trước, phụ thân của ngươi đột nhiên mất tích, ngươi đã từng hỏi tin tức có liên quan đến tung tích của phụ thân ngươi. Nhưng ta vẫn chưa nói gì với ngươi. Sư tôn, ngài hiện tại là muốn nói ra tung tích của phụ thân con sao? Dương Phạm vẻ mặt cấp bách. 10 năm, phụ thân không biết sống chết, không rõ tung tích. Phụ thân của người rất có khả năng đã chết rồi, mà kinh đô Dương Gia chính là một trong những cửu gia của ông ấy. Vậy cho nên, một khi người tiến vào trong kinh đô Dương Gia, chính là rơi vào trong miệng hổ. Lúc Liễu Trường Lão nói đến hai chữ cửu gia, thì giọng nói lạnh như băng, nhiệt độ ở trong phòng liền hạ xuống vài phần. Vẫn thiên đại hội ngày mai, người bất kể như thế nào cũng không nên đồng ý tiến vào trong kinh đô Dương Gia. Liễu Trường Lão nhấn mạnh vài lần. Trước khi người tiến vào trong trúc cơ kỳ, vì sư chỉ có thể nói cho người bấy nhiều thôi. Khi thực lực của người đủ cường đại, hết thảy đều có thể giải quyết rõ ràng. Được rồi, người hãy trở về đi. Tối nay vì sư sẽ rời khỏi Dương Gia Bảo để tránh mang họa sát thân cho người. Đây đều là ân oán của đời trước, lý ra không nên liên lụy tới đời tiếp theo. Phạm Nhi chỉ cần không tiến vào trong kinh đô Dương Gia, vậy là được. Liễu Trường Lão không chờ Dương Phạm có ý kiến, liền xua hắn ra bên ngoài. Sư tôn, sư tôn. Dương Phạm ở ngoài phòng hô vài câu, đều không được đáp lại, cuối cùng đã phải ảm đạm rời đi. Nhìn bóng dáng của Dương Phạm rời đi, Liễu Trường Lão rốt cục là kìm không nổi, nhỏ một hàng lệ nóng, lại khẽ thở dài. Chỉ mong rằng, ngày sau, còn có cơ hội gặp lại. Sau khi trở lại tiểu viện của mình, hô hấp của Dương Phạm dồn dập, ngực không ngừng nhấp nhô. Phụ thân, người rốt cục là còn sống hay đã chết rồi? Hai tay của Dương Phạm run rẩy, trong đầu hiện ra hình ảnh phụ thân của mình sùng bái tuổi ấu thơ. Tất cả đều là do thực lực của ta không đủ mạnh. Dương Phạm âm thầm tự trách, ánh mắt đột nhiên lại rơi xuống chiếc nhẫn thần bí đeo ở trên tay. Trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. Hết chương. Một đêm tấn công. Chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay, trên mặt của Dương Phạm hiện ra biểu tình chờ mong. Chiếc nhẫn, tiền hậu không gian, người có thể cho ta đạt thành nguyện vọng sao? Dương Phạm lại nói. Không nên hoài nghi, tiên hậu không gian có thể đạt thành bất cứ một nguyện vọng nào của ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói khinh miệt vang lên ở trong đầu của Dương Phạm. Giọng nói này rất quen thuộc. Bá. Ngay sau đó, hắn lại tiến vào trong tiên hậu không gian cổ quái, đứng ở trên một thảm cỏ xanh, bên cạnh có nhà tranh và một con chó nhỏ. Trừ bỏ mảnh đất màu xanh dưới chân, thổ địa xung quanh toàn bộ là một màu đen thấm, mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức chết chóc. Vừa rồi nói chuyện, hiển nhiên vẫn là con chó nhỏ. Hiện tại ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ, tiên hậu không gian có thể giúp ngươi đạt thành bất cứ một nguyện vọng nào, càng trọng yếu hơn là vẫn có bộ công pháp nghịch thiên thứ nhì đại thiên vũ trụ. Trong vô số không gian, vô số thế giới, tỷ tỷ sinh linh, ngươi có thể gặp được tiên hậu không gian, đó là cơ duyên lớn lao của ngươi. Con chó nhỏ thản nhiên nói, biểu tình của nó cực kỳ nhân tính hóa, không ai lại cho rằng nó chỉ là một con chó nhỏ bình thường. Công pháp nghịch thiên, đây là đồ vật gì? Trong ấn tượng của ta, công pháp chia ra làm các cấp bậc, nhập môn, cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Vậy vì sao chưa từng nghe nói qua công pháp nghịch thiên? Dương Phạm nghi hoặc nói. Công pháp nghịch thiên có tính duy nhất. Toàn bộ đại thiên thế giới đều chỉ từng xuất hiện hai bộ. Cái nồi chim không ỉa đái của ngươi này như thế nào có thể có được? Cho dù có thì cũng là giả mà thôi. Còn chó nhỏ có một chút tự đắc. Không ngờ nó lại lợi hại như vậy sao? Dương Phạm lập tức ý thức được giá trị của công pháp nghịch thiên, chỉ sợ toàn bộ Đông Thắng đại lục này cũng không có một bộ nào tuyệt đối siêu việt hơn công pháp cao cấp. Thế nào, người hiện tại có thể làm ra lựa chọn rồi? Trên mặt của con chó nhỏ lộ ra vẻ tươi cười mưu kế đạt thành. Nhưng Dương Phạm lại vừa nghĩ đến câu muốn luyện công pháp trước tiên là phải tự cùng, ở trong lòng bắt đầu tính toán đường lùi. Mà phải rồi, lúc trước người nói không phải là còn có một phương pháp để thỏa hiệp hay sao? Ánh mắt của Dương Phạm sáng rực, đột nhiên lại hỏi. Đúng rồi, muốn luyện công pháp đó, đầu tiên là phải tự mình hại mình, phải có tinh thần kính dâng vô tư.
trở thành một thái giám, đó là một loại phương pháp tự mình hại mình. Nó sẽ cho người ở phương diện công năng tính dục trở thành một phế nhân. Còn có một loại phương pháp khác, đó chính là tự phế đi tu vi, cho người về mặt vũ lực trở thành một phế nhân. Trong mắt của con chó nhỏ lộ ra một vẻ cười quỷ dị. Sao? Tự phế tu vi? Dương Phàm vẻ mặt hoang sợ, thần sắc đề phòng nhìn con chó. Đối với những người tu tiên như hắn mà nói, nếu như tự phế đi tu vi, vậy thì quả thực so với chết là còn thống khổ hơn rất nhiều. Dương Phàm tu luyện cho tới ngừng thần kỳ bây giờ, cái giá phải trả chính là mười mấy năm khổ tu. Thử nghĩ mà xem, mười mấy năm khổ tu hủy hoại đi chỉ trong chốc lát, đây là một loại đả kích lớn cỡ nào, tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn so với trở thành thái giám. Người lại không muốn trả giá sao? Lúc trước ta đã từng gặp 99 người, bọn họ đều là không thể nào tự mình hại mình để đổi lấy cơ hội đó. Lại hoặc là còn không quá tin tưởng năng lực của tiên hồng không gian. Chỉ mong người có thể làm ra lựa chọn càng sáng suốt hơn bọn họ. Đây chính là bộ công pháp nghịch thiên thứ nhì của đại thiên vũ trụ đó. Nếu như người biết bộ công pháp này nghịch thiên thứ nhất là một loại vô địch đáng sợ cỡ nào ở trong thiên địa, vậy thì người sẽ không do dự như vậy đâu. Con chó nhỏ chỉ cười tít mắt. Sắc mặt của Dương Phàm âm u không quyết, chìm đắm vào trong trầm tư. Tại khoảnh khắc này, hắn đột nhiên lại nghĩ tới lời nói của sư tôn. Phụ thân của người rất có khả năng đã chết, mà kinh đô Dương gia chính là một trong những cừu gia của ông ấy. Vậy cho nên, một khi người tiến vào trong kinh đô Dương gia, chính là rơi vào trong miệng hổ. Vấn Thiên Đại Hội, ngày mai, bất kể là như thế nào, cô không nên đồng ý tiến vào trong kinh đô Dương gia. Phải rồi, phế nhân. Nếu như hắn trở thành một phế nhân, liền tuyệt đối không thể nào vào được kinh đô Dương gia. Cứ như vậy, kinh đô Dương gia cũng sẽ không để ý tới một phế nhân mất đi pháp lực như hắn. Sau đó, hắn sẽ lại lợi dụng kỳ ngộ đó, dốc lòng tu luyện. Vì phụ thân, vì giấc mộng trường sinh bất tử, Dương Phàm lấy quyết đoán lớn lao làm ra một quyết định có thể nói là thay đổi vận mệnh ngày sau của hắn. Tự phế đi tu vi. Ánh mắt của Dương Phàm dần dần trở nên sắc bén, giờ khắc này tâm tình của hắn đột nhiên xảy ra chuyển biến. Đồng thời, hắn cũng có một chút hiểu được ý nghĩa ẩn chứa sau dòng chữ có trên cuốn tranh, phá rồi sau đó lập lại mới có thể thành công. Thử nghĩ, một người có thể quyết đoán như vậy, có thể ngoan độc đối với mình, hắn như thế nào cũng không thể trở nên nổi bật, như thế nào không thể nào siêu nhân thế gian. Chỉ cần người đưa tay đặt lên trên mặt thổ địa màu đen nhập thấm ở bên cạnh, người liền hóa thành công tự phế đi tu vi. Con chó nhỏ nhắc nhở, thấy Dương Phàm làm ra quyết định thì ở trên mặt của nó lộ ra vẻ tán thưởng. Ta không cần tự phế đi tu vi trong không gian sự thật sao? Dương Phàm nào nào. Đúng như vậy, tiên hồng không gian này rất thần kỳ, cũng không phải là không gian giả thiết. Người ở trong hiện thực cùng với người ở đây hoàn toàn đồng bộ với nhau. Nói cách khác, nếu như người chết ở trong này, như vậy trong hiện thực, người cũng sẽ chết. Con chó nhỏ lại cười cười. Thực sự, lại như vậy sao? Dương Phàm hoàn toàn không thể nào hiểu được hàm nghĩa không gian này đại biểu, dĩ nhiên là đồng bộ với hiện thực. Hít sâu một hơi, Dương Phàm ngồi xổm xuống, vươn ra một đôi tay hơi run run sờ soạng về phía thổ địa màu đen thấm ở bên cạnh mảnh đất màu xanh. Trong không gian quỷ dị đó, trừ bỏ mảnh đất màu xanh thấm ở dưới chân của Dương Phàm, thổ địa màu đen thấm còn lại đều tàn ra một cỗ khí tức chết chóc và đáng sợ. Rốt cuộc thì, dường như đã qua một vạn năm, tay của Dương Phàm chạm đến thổ địa màu đen thấm. Dương Phàm dùng sức ấn lên trên mảnh thổ địa màu đen thấm đó. Thoáng chốc, một luồng lực lượng cắn nuốt đáng sợ từ trong thổ địa chết chóc kia chuyển tới. Trên người của Dương Phàm lóe lên ánh sáng xanh, nguyên khí bản mạng không tự chủ được tuôn trào tới thổ địa màu đen kia. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn nhận lấy tàn phá không thể nào tưởng tượng, gần mạch ở trong cơ thể đứt gãy rất nhiều nơi, ngay cả nội tạng cũng đã bị tổn thương không nhẹ. Theo nguyên khí bản mạng thoát ra bên ngoài, sinh cơ trong cơ thể của Dương Phàm cũng đã bị xói mòn đi rất nhiều. Khuôn mặt vốn hồng nhuận bây giờ cũng đã trở nên tái nhợt vô cùng. Thậm chí là làn da cùng với tóc ở trên người của hắn với tốc độ có thể thấy được nhanh chóng lão hóa. Dương Phàm thống khổ gào lên, trên trán của hắn toát ra một mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run lên. Loại thống khổ này không phải là người bình thường có thể chịu đựng được, cũng chỉ có một mình Dương Phàm tâm tính cứng cỏi vô cùng mới có thể gắng gượng chịu đựng nổi. Thật lâu sau, thổ địa màu đen được bàn tay của Dương Phàm chạm tới không ngờ bắt đầu chuyển biến thành thổ địa màu xanh lá, cũng giống dưới chân của hắn. Dần dần, lực hút của mảnh đất này càng ngày càng ít, bắt đầu tràn ngập sức sống. Đúng lúc này, Dương Phàm nhũn người ngã ra đất, pháp lực mất hết trở thành một phế nhân. Càng làm cho người ta sợ hãi đó chính là tóc đen ở trên đầu của hắn đã biến thành màu trắng.
Ngay khoảnh khắc pháp lực của Dương Phàm mất hết, chiếc nhẫn trong tay của hắn tản ra một cỗ rung động đặc thù. Dấu ấn màu máu ở bên ngoài nhẫn bắt đầu khởi động, một luồng sáng giống như ngọc dung hợp với màu máu này, hóa thành một đoàn hư ảnh tiến vào sâu trong linh hồn của Dương Phàm. Tại khoảnh khắc đó, trong đầu của hắn có thêm một dòng tin tức. Tiên Hồng Quyết. Đây dĩ nhiên là một bộ công pháp trước nay chưa từng có. Tiên Hồng Quyết. Đây chẳng lẽ là công pháp nghịch thiên theo lời của con chó nhỏ? Dương Phàm lại thất kinh ở trong lòng. Đột nhiên, nam lĩnh Dương gia sấm sét nổ to, thiên lôi màu tím cuồn cuộn nơi chân trời, khí thế khủng khiếp. Trong nháy mắt đó, uy áp đáng sợ từ trời cao vô tận chuyển tới. Thiên uy lẫm liệt, không phải là sức người có thể chống cự lại được. Hơn nữa, phạm vi uy áp này bao phủ cực kỳ rộng lớn, trong nháy mắt bao phủ cả Đông Thắng đại lục rộng lớn đến hàng tỷ dặm. Đám tu sĩ thực lực hơi yếu kém, cùng với những người thường cũng không sao, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong thiên địa mơ hồ lóe lên lôi điện, cảm nhận được khí thế mênh mông cuồn cuộn trước đó chưa từng có. Ngoài ra, không có cảm thụ đặc biệt nào khác. Nhưng mà đám đại thần thông cực kỳ cao cường thì lại rất thảm, đều phải chịu đựng thiên uy đáng sợ. Chẳng lẽ lại là có người độ đại thiên kiếp muốn hóa vũ phi thăng sao? Từng đợt thần thức bồi hồi quanh quẩn trên Đông Thắng đại lục, đám người cường giả nguyên anh kỳ trở lên, từng người kinh hãi không thôi, nhất tề phun ra một búng máu. Không có khả năng, cho dù là bộ thiên kiếp cũng không có uy năng như vậy. Ở phía đông của Đông Thắng đại lục, trên một tòa tháp chiêm tinh luôn luôn huy hoàng, một bóng hình xinh đẹp mông lung lơ lửng trong trời cao, từng điểm tinh quang bay quanh dáng người hoàn mỹ không tì vết của nàng, giống như là nữ thần tinh không. Trời giáng thiên kiếp, tất có dị số. Một giọng nói giống như thanh âm của trời vang vọng ở bên kia tinh không, nữ tử bao phủ trong tinh quang thần bí kia thở dài sâu kín, cũng phun ra một búng máu. Trời giáng thiên kiếp, tất có dị số. Tin tức này dùng một tốc độ khó tin truyền đi giữa các đại thần thông ở trên toàn Đông Thắng đại lục. Bởi như vậy có thể thấy được địa vị của nữ tử tinh không này rất thần bí. Trừ bỏ những đại thần thông ra, Dương Phàm là một tu sĩ thấp, cấp bậc thấp, duy nhất là phải chịu uy áp khổng lồ đó. Hoặc nói là phàm nhân, bởi vì hắn đã mất đi pháp lực. Lôi điện cuồn cuộn ở trong thiên địa kia ở trong tầm nhìn của hắn so với người khác khuếch tán đến gấp trăm lần. Dương Phàm thậm chí nảy sinh ra một loại ảo giác, pháp lực vô cùng khiến cho toàn bộ thiên địa này phải rung chuyển chính là nhằm vào trong hắn mà tới. Dưới thiên uy như vậy, hắn lại cũng không kìm nổi phun ra một búng máu lớn, gắt gao chống đỡ. Cũng may, hiện tượng điềm báo dị thường này ở trong thiên địa kia chỉ duy trì vài hô hấp nên dần dần thối lui. Dương Phàm toàn thân đổ đầy mồ hôi, nhũn người ngã xuống, bộ dạng tâm thần vẫn còn rất lo sợ. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngủi, cuộc đời của hắn đã trải qua một biến hóa thực sự rất lớn. Pháp lực khổ tu mười mấy năm đều mất cả, giờ đã trở thành một phế nhân. Mà hắn trở thành phế nhân, dễ dụ dưới thiên uy lẫm liệt đó, rốt cục là cũng tham sống sợ chết, tránh thoát ra khỏi một kiếp. Chúc mừng chủ nhân, ngài tại thiên đạo theo dõi khống chế thành công chống đỡ. Từ giờ trở đi, ngài đã trở thành người khai hoang ở trong tiên hồng không gian, cũng là có được một bộ công pháp nghịch thiên, trở thành kẻ có thể sáng tạo ra vô vạn khả năng. Giọng nói của con chó nhỏ vang lên trong đầu của Dương Phàm. Ở sâu trong linh hồn của hắn, một đoàn ánh sáng ngọc trong suốt, nó đại biểu chính là Tiên Hồng Quyết, đang chậm rãi dung nhập vào trong linh hồn của Dương Phàm. Giờ phút này, màn đêm dần dần rút đi, chân trời xuất hiện những tia sáng ngày mới. Sắc mặt của Dương Phàm trắng bệch, hắn run rẩy mở phòng. Một đầu tóc bạc đón gió phất phơ, trông vẻ tang thương cùng với thê thảm cô độc như vậy. Một đêm tán công, hắn đã trở thành một phế nhân. Hết chương. Tiên Hồng Không Gian. Chỉ sau một đêm pháp lực Dương Phàm đã mất cả, trở thành một phế nhân. Một đầu tóc bạc của hắn ở trong sương mù nhạt và gió sớm phất phơ, trông có vẻ già nua và vô lực. Một thiếu niên 18 tuổi lại có một đầu tóc bạc rối tung, đây là loại tình cảnh thê lương cỡ nào? Dương Phàm run rẩy đứng ở cửa, ánh mắt của hắn ảm đạm vô thần, nhưng mà ở trong lòng của hắn lại không có một tia tuyệt vọng. Trong thế giới tối đen dường như vô tận, có một ngọn đèn sáng ngời khiến cho hắn có được sự bình tĩnh và chấn định trước nay chưa từng có. Ở sâu trong thức hải, một đoàn ánh sáng ngọc bao vây lấy công pháp nghịch thiên Tiên Hồng Quyết, xưa nay vẫn chưa từng có, đang chậm rãi dung nhập cùng với linh hồn hắn. Đồng thời, Dương Phàm cũng có thể nhìn tinh cảnh của Tiên Hồng Không Gian vô cùng rõ ràng. Ở trên thổ địa màu đen vô tân tử địch, hắn lại chiếm một thời gian và một nơi chật hẹp nhỏ bé, dưới chân là một mảnh đất màu xanh. Sau khi được bản mạng nguyên khí, Dương Phàm rót vào, diện tích đất màu xanh mở rộng lên 2 thước vuông. Diện tích nhà trang này vẫn không thay đổi,
con chó nhỏ lúc trước thái độ khác thường, vô cùng cung kính nhìn chủ nhân Dương Phàm. Chủ nhân, đất màu xanh dưới chân của ngài đại biểu cho lãnh địa ngài khai hoang. Hiện tại, ngài là tiên hồng cấp không, có được một ít năng lực khai hoang. Con chó nhỏ chủ động giải thích. Một mảnh đất xanh như vậy, ta có thể làm gì được? Nếu như không đoán không sai, một khi tiến vào trong thổ địa màu đen tử tịch kia, vậy thì chắc chắn là ta sẽ chết trong nháy mắt. Dương Phạm thản nhiên nói. Chủ nhân nói không sai, ngài không thể nào đi vào trong thổ địa màu đen. Dưới quyền hạn của ngài ở tiên hồng cấp không, có thể gieo trồng thiên tài địa bảo sinh trưởng ở bất cứ một môi trường nào trên mảnh đất xanh. Trước mắt, thời gian tốc đất màu xanh là gấp đôi. Con chó nhỏ không phiền nói. Ồ, vậy nói cách khác, mảnh đất xanh ở dưới chân của ta có thể thích ứng với thực vật của bất kỳ môn trưởng nào. Vậy cho nên, nếu như đem tuyết liên ở trên núi băng ở trên đỉnh vạn trượng gieo trồng tới đây, nó cũng có thể sinh sống sao? Đúng vậy, đừng nói là tuyết liên núi băng, cho dù là đem thiên tài địa bảo tới đây, vẫn có thể sinh trưởng rất tốt. Con chó nhỏ lại cười cười. Bởi vì giới hạn, bởi cấp bậc tiên hồng, mảnh đất xanh trước mắt là có năng lực có hạn. Theo cấp bậc ngài đề cao, đừng nói là thực vật, mà cho dù là kim loại khoáng sản cũng có thể gieo trồng. Mà phải rồi, thời gian gia tốc là ý gì? Dương Phạm lại khó hiểu. Thời gian gia tốc chính là hiệu quả tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của thực vật ở trên đất màu xanh. Nếu như ngài trồng một gốc linh thảo nơi này, nguyên bản cần 10 năm mới có thể trưởng thành. Nhưng mà dưới tác dụng của thời gian gia tốc, ngài chỉ cần 5 năm. Theo cấp bậc tiên hồng của chủ nhân đề cao, tỷ lệ thời gian gia tốc sẽ càng lúc càng lớn. Đương nhiên, nếu như chủ nhân dùng tiên hồng quyết phụ trợ, thì có thể nâng cao tỷ lệ thời gian gia tốc một khoảng lớn trong thời gian ngắn. Thời gian gia tốc, điều này thực sự là khó tin. Dương Phàm bị dao động rất lớn. Đất màu xanh không chỉ có khả năng thích ứng với thực vật bất cứ một môi trường nào, còn có thể gia tăng tốc độ sinh trưởng. Tóm lại, tiên hồng không gian này còn có đủ những loại tác dụng diệu kỳ. Chủ nhân ngài sẽ dần dần phát hiện ra mà thôi. Trên mặt của con chó nhỏ lộ ra vài tia cười quỷ dị. Được rồi, nếu như đúng như lời người nói, ta phế bỏ một thân công pháp cũng là không tính thiệt thòi. Nhưng chỉ là, những ngày tiếp theo, ta khẳng định là phải ẩn nhẫn. Ánh mắt của Dương Phàm lóe lên không ngớt. Chủ nhân, vậy ngài chẳng lẽ quên tiên hồng quyết? Đó là công pháp nghịch thiên siêu việt hết thảy thế gian. Nếu như có thể tu luyện được nó, cho dù là không thể nào khiến cho ngài lập tức có thần thông vô địch tung hoành thiên hạ, nhưng cũng đủ để cho ngài vô địch cùng giai. Con chó nhỏ thiện ý nhắc nhở. Trong lòng của Dương Phàm cũng mơ hồ không thôi. Theo hắn biết, ở trên Đông Thắng Đại Lục, công pháp tu tiên chia làm nhập môn, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Giống như là những tiểu gia tộc như Nam Lĩnh Dương Gia, công pháp có thể tiếp xúc cũng là chỉ có cực hạn trong nhập môn và sơ cấp. Cấp bậc công pháp càng cao, tiềm lực khai phát cũng sẽ càng lớn, có thể để cho người tu luyện đi được càng xa hơn. Đương nhiên, công pháp cấp cao lại càng thâm ảo, uy lực bình thường lại cường đại hơn một chút. Có thể chiếm được một bộ công pháp trung cấp, đối với Dương Phàm mà nói đều là chuyện cầu vẫn còn không được. Công pháp cao cấp trần quý, hắn ngày càng nghĩ cũng không dám. Về phần công pháp nghịch thiên, hắn thậm chí nghe là cũng chưa từng. Công pháp nghịch thiên? Dương Phàm có một chút đợi không kịp, muốn lập tức bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, chuyện ở trong hiện thực lại không cho pháp phép hắn làm như vậy. Bởi vì hôm nay chính là ngày đặc thù nhất ở trong gia tộc, tổ chức Vấn Thiền Đại Hội. Đối với Vấn Thiền Đại Hội, cao tầng gia tộc cực kỳ coi trọng, từng tử đệ gia tộc đều là phải tham gia. Hắn vừa nghĩ tới Vấn Thiền Đại Hội, Dương Phàm không khỏi cười khổ. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, đi tham gia Vấn Thiền Đại Hội cũng không biết là sẽ sinh ra cái dạng kết quả như thế nào. Đối với ở viện điều tức một lát, cảm thụ được pháp lực trống rỗng ở trong cơ thể, Dương Phàm rốt cuộc cảm nhận được sự nhỏ yếu của người bình thường. Nếu đặt ở tu tiên giới, hắn chỉ là một kẻ phế nhân. Khi mặt trời mới mọc lên vừa dâng cao, thời điểm màu đỏ nhuộm thấu chân trời, Dương Gia Bảo cũng đã dần dần trở nên náo nhiệt. Hôm nay, Vấn Thiền Đại Hội trọng yếu, tử đệ trong gia tộc đều phải dậy sớm hơn dĩ vãng. Dương Phàm đứng dậy, khẽ thở dài một hơi. Cái gì phải tới? Rốt cục cũng đã tới rồi. Hắn thực sự là muốn nhìn một chút, vào thời điểm mình xuống dốc nhất còn có bao nhiêu người có thể nhiệt tình đối xử với mình. Dương Phàm vừa đứng dậy, ngoài viện liền truyền tới một giọng nói mềm mại và êm tai. Dương đại ca, ta là Dương Mạn, có thể vào được không? Cửa không chốt, hay vào đi. Dương Phàm thản nhiên nói. Thực sự là rất tốt,
Dương đại ca huynh vẫn còn chưa có xuất phát, không bằng chúng ta hãy cùng nhau. Dương Mạn mặc trang phục kiểu diễm như hòa, đột nhiên lại giật mình sững sờ nhìn Dương Phàm một đầu tóc trắng, mặt mày trắng bệch ở đối diện. Dương Mạn che miệng kinh hồ một tiếng, mặt hoa lại biến sắc. Dương đại ca, huynh đã bị làm sao thế? Tóc bộ huynh như thế nào trở nên bạc trắng? Dương Mạn lại run run giọng nói, ánh mắt trốn tránh nhìn Dương Phàm phát hiện ra một sự thật kinh người. Sư muội, đã xảy ra chuyện gì thế? Đúng lúc này, Dương Quang mặc cẩm bào màu tím đi vào trong viện, ánh mắt dừng trên người của Dương Phàm không khỏi ngẩn ra. Sư đệ, tóc của đệ. Dương Quang ngẩng đầu ngẩn ra, tuy nhiên khi ánh mắt của hắn dọi trên người của Dương Phàm cũng lập tức phát hiện ra một sự thật kinh người. Chẳng lẽ Dương Phàm sư đệ luyện công tẩu hỏa nhập ma, mà lại còn... Dương Quang cũng có một chút không xác định dừng lại, chờ đợi Dương Phàm trả lời. Phải, chính như người dự đoán, ta luyện công không cẩn thận đã bị tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ như vậy, ngay cả một thân tu vi của ta đều mất đi cả rồi. Dương Phạm ra vẻ mặt bình tĩnh nói, một đầu tóc bạc trong gió sớm có vẻ thê lương giống như vậy. Sư đệ, người đã tán công. Dương Quang há to miệng, trên mặt không tự chủ được, lộ ra một tia vui mừng như điên, nhưng mà lại bị hắn thu liễm trong nháy mắt. Trên mặt hòa của Dương Mạn lộ ra một tia không đành lòng, lại chợt bình tĩnh lại, quay mặt không hề liếc mắt nhìn Dương Phạm một cái nào nữa. Trong lòng của Dương Quang cực kỳ sảng khoái, thư thái trước này chưa từng có. Đi tới trước mặt của Dương Phàm, đưa tay vỗ vai của hắn, làm bộ ý tốt nói. Dương Phàm sư đệ, ngươi không nên nhụt chí. Với thiên phú của ngươi, cho dù có tán công cũng không phải là không thể nào khôi phục lại tu vi vốn có. Đã tạo ý tốt của sư huynh. Trên mặt của Dương Phàm không có một tia nào tuyệt vọng, hắn thản nhiên nói. Trong lòng của hắn lại cười lạnh. Ở tu vi tiên giới, nếu như mất đi một thân tu vi, muốn khôi phục đến cảnh giới vốn có là khó khăn cỡ nào. Tu tiên cùng với luyện võ ở thế tục là giống nhau, một khi trôi qua tuổi tốt đẹp nhất mới đi tu luyện, đó chính là làm nhiều được ít, khó khăn dị thường. Dương Quang sư huynh, chúng ta hãy đi trước. Dương Mạn lại cười cười với Dương Quang, lôi kéo tay của hắn, vô cùng thân thiết rời ra khỏi viện của Dương Phàm. Trong lòng của Dương Quang lại mừng rỡ như điên, không có Dương Phàm cản trở nữa, hắn chính là đệ nhất thiên tài thực lực xứng danh với danh tiếng ở trong gia tộc. Nữ nhân bản thân thầm yêu trộm nhớ cũng đã trở về trong vòng tay của mình. Dương Phạm dùng ánh mắt trào phúng nhìn một nam một nữ rời đi, trong lòng không mất mát đi bao nhiêu hết. Hắn đối với cái loại tiểu nhân dối trá như Dương Quang vốn là chẳng có hảo cảm, đối với Dương Mạn cũng là chẳng có ý thích gì, hiện tại lại thấy rõ bản chất của nữ nhân này. Tốt lắm. Dương Phạm lại khẽ thở ra một hơi, dùng một loại tâm tình trước nay chưa từng có đi ra khỏi viện. Giờ khắc này, hắn không có mất mát, cũng là chẳng có một tia nào vui mừng, giống như là một người ngoài thế giới. Phạm ca, Phạm ca. Hắn vừa bước ra khỏi cửa điện, liền thấy một giọng nói lộ ra vẻ non trẻ. Đệ đệ. Dương Phạm lại cười cười với đệ đệ Dương Lỗi. Phạm ca, tóc của huynh. Dương Lỗi thấy đầu tóc của đại ca bạc phơ, hoảng sợ mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đại ca, không có việc gì đâu. Dương Phạm mỉm cười. Lại còn nói không có việc gì sao? Xem sắc mặt của huynh giống như là một người đã chết. Khẳng định là luyện công đã xảy ra sai lầm rồi. Không bằng để đệ đi xin tộc trưởng cho huynh được nghỉ. Dương Lỗi vào tới trước mặt của đại ca, kéo hắn đi vào bên trong viện. Đệ đệ à, hãy dừng lại đi. Đại ca có lời muốn nói. Dương Phạm nhẹ nhàng cười. Phạm ca, huynh... Dương Lỗi cẩn thận quan sát đại ca, đột nhiên phát hiện ra một sự thật tàn khốc. Đúng như vậy, đại ca hiện tại đã trở thành một phế nhân rồi. Dương Phạm đưa tay vỗ vai của đệ đệ, giọng điệu vẫn bình thản dị thường. Dương Lỗi vừa nghe lại không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn về phía đại ca tràn đầy sự phức tạp. Có quan tâm, có thương hại, có lo lắng. Sau một lát, hai mắt của Dương Lỗi đỏ ửng, thấp giọng nói. Đại ca, không bằng... Huynh về nhà ở cùng với mẫu thân và muội muội đi. Vấn thiên đại hội này, huynh cũng không cần phải tham gia nữa đâu. Tránh bị đối xử lạnh nhạt. Chuyển về nhà ở sao? Dương Phạm gật gật đầu. Đây quả nhiên là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà trước đó, ta vẫn còn muốn tham gia vấn thiên đại hội một lần nữa. Trên thực tế, Dương Phạm có một gia đình rất kỳ quái. Phụ thân của hắn Dương Thiên, 18 năm trước mang hắn về lĩnh Nam lĩnh Dương gia. Dương Phạm chưa từng gặp qua mẹ đẻ của mình. Sau khi phụ thân Dương Thiên trở về, ông lại không ngờ cưới một người thường làm vợ.
sinh ra đệ đệ Dương Lỗi. Ngoài ra, Dương Phàm còn có một muội muội là Dương Mẫu nhặt về, tên là Dương Tuệ Tâm. Bởi vì sự chậm trễ huynh đệ Dương Phàm tu hành, Dương Thị cùng với con gái ở lại một trấn nhỏ gần Dương Gia Bảo. Phàm ca, vì cái gì mà huynh vẫn còn muốn tham gia vấn thiên đại hội này chứ? Không bằng đệ đệ xin sư tôn. Không cần đâu, ý ta đã quyết. Nếu như ta không đi tham gia vấn thiên đại hội lần này, ngược lại là một loại hành vi trốn tránh sự thật của người nhu nhược. Đôi mắt của Dương Phàm trong suốt bình lặng giống như hổ thu. Dương Lỗi lại bị sự chấn định cùng với dũng khí của đại ca cuốn hút. Nếu đổi lại là một người bất cứ nào, khi đối mặt với sự thật tàn khốc như vậy, anh là đã sớm hỏng mất rồi. Hắn bắt lấy tay của Dương Phàm, hít sâu một hơi, vẻ mặt chân thành nói. Đại ca, để tin tưởng sẽ có ngày huynh quật khởi một lần nữa. Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 2.